đang xem video tại kênh YouTube Review đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Chàng trai này lần đầu đi xe buýt công cộng đã bị người khác quấy rối. Nhưng cậu ta không những không tức giận mà còn bắt đầu tưởng tượng sâu xa. Khung cảnh xuất hiện trong đầu làm người ta đỏ mặt xấu hổ nhưng lại không thể rời mắt. Chàng trai không hiểu vì sao bản thân lại có ký ức đó trong đầu. Vậy là trong lúc hoang mang, cậu vội vàng xuống xe buýt. Sau khi đi bộ một đoạn đường, cuối cùng Ji Chiong cũng tới trường. Bạn học của Ji Chiong cảm nhận được trạng thái hiện giờ của cậu không tốt, nên đề xuất cậu tới bệnh viện làm kiểm tra. Nhưng Ji Chiong vẫn gắng ngượng nói, tớ chỉ bị cảm chút thôi, rất nhanh sẽ khỏe lại. Mặc dù Ji Chiong đã nói như vậy rồi, nhưng người bạn vẫn có chút lo lắng. Cậu vẫn luôn liên tục phát sốt, vừa sốt cả người sẽ lạnh run không có sức lực. Hơn nữa cậu vẫn chưa nhớ ra những chuyện xảy ra ở trên núi Bạch Nha à. Ji Chiong bất lực rũ mắt. Có lẽ không nhớ ra cũng là một loại chuyện tốt bạn học cảm thấy cũng phải dù sao không bị hổ trên núi ăn thịt đã là chuyện không dễ dàng gì rồi đột nhiên mọi người trong phòng học bắt đầu xôn xao thì ra là một người đàn ông cơ bắp bước vào lớp ánh mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm về phía di chi ong di chi cũng nhận ra đây là người mà cậu đã gặp trên xe buýt khi ánh mặt hai người chạm nhau di chi ong cảm thấy cả người mềm nhũn cậu gắng gượng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây nhưng khi lướt qua người đàn ông kia đã bị anh ta kéo vào lòng chuyện gì xảy ra vậy anh ta tới gần cậu từ khi nào vậy di chi ong dùng sức muốn đẩy người đàn ông ra buông tôi ra tôi có thể tự đi nhưng người đàn ông không hề dao động em ngoan ngoãn chút nếu không tôi sẽ bế em ra ngoài đó di chi ong bị ôm trong lòng luôn cảm thấy người đàn ông này có chút kỳ quái anh ta muốn ôm cậu đến bao giờ lúc này người đàn ông kia đột nhiên lên tiếng từ sau khi xuống núi em vẫn luôn duy trì trạng thái này sao di chi ong cảm thấy người đàn ông này cũng tới để thảo luận về chuyện trên núi Bạch Nha với cậu. Vậy nên cậu chán nản đáp, tôi không xảy ra chuyện gì ở trên núi cả. Cậu lần nữa đẩy người đàn ông kia ra, anh mau buông tay. Nhưng khi người kia buông tay, Di Chi Ong liền loạn trọng đứng không vững nữa. Đáng ghét, cậu chẳng có chút sức lực nào. Cậu nhìn người đàn ông lần nữa ôm cậu vào lòng. Anh muốn làm cái gì? Người đàn ông dùng bàn tay to lớn nâng cầm Di Chi Ong lên. Em nói xem, tôi là ai? Di Chi Ong cạn lời anh là ai, sao tôi biết được? Bàn tay của người đàn ông không buông. Xem ra đã xóa sạch rồi nhỉ. Sau đó người đàn ông bày ra bộ mặt tổn thương. Hắn dịu dàng vuốt ve đôi môi của Di Chi Ong. Di Chi Ong theo phản xạ há miệng cắn ngón tay của người kia. Hành động này làm người đàn ông khựng lại. Thân thể của em vẫn nhớ. Di Chi Ong không biết người đàn ông đang nói điều gì. Nhưng khi ngón tay người kia chạm vào miệng của cậu, cả người cậu liền mềm nhũn. Đủ rồi, đủ rồi. Mau dừng lại. Ji Qiang không khống chế nổi bản thân, cậu vươn tay ôm lấy người đàn ông to lớn trước mặt, nhưng người kia lại nhăn mày, "Em như vậy sẽ không ăn nổi." Dứt lời, hắn ta ngồi thụp xuống, bắt đầu kéo quần của Ji di Ji On kinh ngạc tới há hốc mồm, "Anh muốn làm cái gì?" Ji Qiang bị từng động tác của đối phương làm cho run rẩy, "Tôi thực sự không được rồi, anh mau dừng lại đi, tôi chịu không nổi." Không biết qua bao lâu, người đàn ông cuối cùng cũng buông cậu ra hắn thè lưỡi liếm đi vệt nước trên môi. Sau đó lần nữa nhắc bổng Di Chi Ong lên. Lúc này, Di Chi Ong mới nhận ra vừa rồi bản thân đã làm gì. Khi bàn tay của người đàn ông chạm vào gương mặt của cậu, cậu bị dọa giật mình. Đừng chạm vào tôi. Người đàn ông đau lòng thu tay về. Sau đó nắm chặt tay. Di Chi Ong hoảng hốt đứng phát dậy. Cậu phải rời khỏi nơi này. Cậu đơn độc bước ra bên ngoài. Nhưng vẫn không yên lòng quay lại nhìn xem tình huống của người đàn ông kia. Kết quả cậu lại trông thấy, người đàn ông đang ngồi tại chỗ dùng ánh mắt, như thợ săn đang rình bắt con mồi để nhìn về phía cậu. Di Chi Ong vội vàng lấy ra một điếu thuốc lá có hại cho sức khỏe. Muốn làm bản thân bình tĩnh lại. Cậu vừa rồi có tính là được ăn một bữa cơm bá vương không? Không đúng, là bị ăn sạch rồi. Cậu hối hận gõ gõ vào tường. Mình đúng là điên rồi. Lúc này, tiếng bước chân từ xa văng lên, làm Di Chi Ong vốn đang hoang mang càng thêm hoảng hốt. Thật may người tới là bạn tốt của cậu. Bạn tốt lo lắng hỏi, không phải cậu cai thuốc rồi à sao lại núp ở đây để hút di chi ong hít sâu một hơi bỏ điếu thuốc vào miệng mình hôm nay đặc biệt muốn hút một điếu bạn tốt trực tiếp đoạt lấy điếu thuốc trong tay cậu như vậy cậu cũng phải cố gắng nhẫn nhịn di chi ong bất lực lần nữa quay mặt vào tường cậu đánh tớ một cái đi tớ phải tỉnh lại từ trong cơn mơ này bạn tốt bị dọa cho hết hồn cậu đau đầu đến vậy à vẫn còn sốt à di chi ong vươn tay chạm lên chán hình như hạ sốt rồi thấy cậu đã hạ sốt bạn tốt rất vui sau đó anh ta lại hỏi người đàn ông ra ngoài cùng cậu là sinh viên mới chuyển trường tới cũng không rõ vì sao anh ta lại chuyển tới lớp chúng ta ngay cả công việc cũng không tìm nhưng lời này của bạn tốt như xét đánh bên tai di chiong nói như vậy thì cậu vẫn sẽ gặp người kia cậu nhớ tới những câu hỏi của người đàn ông kia em nói đi anh là ai di chiong lần nữa điên cuồng gõ tường sau cùng cậu quyết định xóa khóa học hiện tại Ji chi nói với bạn tốt tớ tới phòng đào tạo một chuyến sau đó sẽ về nhà nhưng khi cậu tới phòng đào tạo lại ngoài ý muốn trông thấy một người chính là người đàn ông vừa làm chuyện không dành cho con nít với cậu di chi phiền não suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể trốn khỏi tầm mắt của hắn ta để đến chỗ giảng viên của cậu sau một hồi vắt óc suy nghĩ di chi vẫn không tìm được cách nào vậy là cậu đánh liều cứ vào trong phòng trước rồi nói tiếp di chi ong cúi thấp người lén lén lút lút bước vào trong nhưng cậu không biết hành vi ngu ngốc này bị người đàn ông kia nhìn thấy hết di chi ong nhỏ giọng gọi giảng viên của mình tiền bối giảng viên của cậu thông báo cho cậu một tin tốt học bổng của cậu được duyệt rồi di chi ong vô cùng vui vẻ thật sao vậy thì tốt quá rồi vất vả cho tiền bối lúc này tiền bối nhiệt tình đưa cho cậu một tờ giấy đương nhiên đều là công sức của tôi rồi đây là những hạng mục để hỗ trợ sinh viên mới chuyển tới mà đối tượng trong danh sách của cậu tới rồi đang đứng bên đó đợi cậu đấy cậu chỉ cần đưa sinh viên chuyển tới đi dùng bữa và lên lớp là được rồi di chi -ong cảm thấy chắc không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ cậu thử lén lén nhìn về phía sau kết quả lại phát hiện thực sự trùng hợp như vậy đó người cậu cần hỗ trợ chính là người đàn ông đã ăn sạch cậu thấy người kia vươn tay lau miệng di chi -ong bị dọa cho vội vàng lùi lại cậu nên hẹo ở núi bạch nha mới phải người đàn ông tươi cười bước tới trước mặt cậu lại gặp nhau nữa rồi thật là may mắn nhưng nghĩ tới học bổng. Ji Cheong không thể không miễn cưỡng nở nụ cười. Chào mừng đến với Đại học Korea. Tôi tên là Ji Cheong Zhang, là sinh viên năm ba. Chắc anh cũng quen thuộc với cuộc sống ở trường học rồi không cần tôi giúp đâu nhỉ. Tôi đoán chắc rằng trước đây anh cũng từng học đại học rồi. Anh còn điều gì muốn biết nữa không? Người đàn ông thu lại nụ cười trên môi. Thứ mà tôi muốn biết không tiện nói ở đây. Trái tim Ji Cheong rơi lộp bộp. Ji Cheong Zhang. Mày không được bị anh ta lừa nữa di chi ong cố gắng giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì không sao anh nói đi nhìn bộ dạng này của cậu người đàn ông cũng không khách sáo nói vừa rồi tôi dùng lưỡi di chi ong hết hồn vội vàng che miệng anh ta lại không cần nói nữa người đàn ông gỡ tay của cậu ra em thấy chưa tôi đã bảo không thích hợp nói ở đây rồi mà người đàn ông này muốn bàn luận về chuyện giường chiếu với bà xã ở trước mặt mọi người nhưng bà xã của anh lại hung hăng kêu anh quên đi anh tên là bạch hổ phải không từ trước tới nay tôi chưa từng nghe qua cái tên này cũng không quen biết anh còn có anh tưởng rằng anh đã kiểm soát được tôi nhưng đối với một người đã dạo một vòng quỷ môn quan như tôi mà nói chuyện như vậy chẳng tính là gì bạch hổ nhìn di chi ong vẫn luôn nắm lấy bắp tay của mình tôi đã nói với em rồi đừng cậy mạnh trước mặt tôi xem ra em đã quên hết rồi di chi ong bị lời này của hắn ta dọa sợ cậu hoang mang quay mặt đi anh đừng lại gần tôi lúc này cả người bạch hổ đột nhiên run lên anh lớn tiếng mắng lão già đáng ghét lại tới di chi ong lần nữa bị hắn dọa lão già lại là ai cậu cảm thấy bản thân vẫn nên nhân cơ hội này chuồn thì hơn nếu anh không còn gì để nói thì tôi đi trước nhé bạch hổ bị bỏ lại phía sau thở dài lão già thật biết chơi đùa người khác sau khi trở về nhà di chi ong cảm thấy bản thân nên nghỉ ngơi một thời gian nhưng cậu cũng lo lắng như vậy sẽ mất học bổng di chi ong còn chưa nghĩ xong đã nhận được điện thoại của giám đốc di chi ong cậu có thể không cần tới làm nữa món hàng hôm qua cậu làm mất có giá trị bằng mấy tháng lương của cậu di chi ong chán nản nằm bò trên giường lại phải tìm một công việc bán thời gian mới rồi di chi ong thường xuyên phát sốt nhanh thì một giờ chậm thì cả ngày mới hạ sốt điều này làm cậu không thể làm được công việc nào ra hồn cậu thực sự muốn nhanh chóng kết thúc loại cuộc sống như vậy lúc này di chi ong đột nhiên nhớ ra hôm nay sau khi cậu gặp được người đàn ông kia cấp độ hạ sốt nhanh hơn thường lệ không thể nghĩ về chuyện kia nữa tuyệt đối không thể dây dưa với người đàn ông đó cậu nhìn về phía bức ảnh trên kệ đầu giường bà ơi con nhất định sẽ bảo vệ ngôi nhà này thật tốt để thực hiện nguyện vọng của bà con đã tới núi bạch nha rồi di chi ong cứ thế suy nghĩ miên man rồi dần dần ngủ thiếp đi cậu mơ thấy một giấc mơ không thể miêu tả thành lời sau khi thức giấc di chi ong vén chăn lên cậu thực sự điên rồi di chi ong mở tủ lạnh ra lại phát hiện bên trong trống rỗng. Vậy là cậu tới phòng bếp, mở vòi ra uống nước. Di Chi tự an ủi chính mình. Có lẽ vì bị đuổi việc nên mới u sầu dẫn tới dục cầu bất mãn. Lúc này, tiền bối gọi điện thoại tới cho cậu. Di Chi cậu đã tìm được bạn cùng phòng chưa? Di Chi vừa đáp chưa tìm được. Tiếng chuông cửa liền vang lên. Cậu mệt mỏi bước ra ngoài mở cửa. Ai vậy? Giọng nói của người đứng bên ngoài làm cậu sững sờ. Nơi em ở cũng không tồi nhỉ. Người đến không phải ai khác, chính là người đàn ông trong giấc mơ vừa rồi của cậu cậu mở điện thoại ra xem liền nhận được tin nhắn của tiền bối sinh viên chuyển trường mà cậu hỗ trợ nói rằng cậu ấy vừa lúc cũng đang ở gần đây vậy nên tôi kêu cậu ta tới nhà cậu xem thử mau cảm ơn tôi đi di chi ong cạn lời sao cậu có thể ở cùng nhà với người này được có chết cũng không được lúc này cậu lại nhận được tin nhắn của tiền bối cậu cho thuê một tháng hai nghìn đi tôi nói với anh ta cậu cho thuê năm nghìn Di Chi Ong vừa nghĩ tới chuyện có thể thu tiền thuê nhà 2.000, lợi nhuận 3.000 liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Sau cùng, cậu thở dài một hơi. Chỉ cần đề cao cảnh giác, thì sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng cậu không hề hay biết bản thân đang dẫn sói vào nhà. Người đàn ông trước cửa rũ mắt hỏi. Tôi có thể vào trong không? Di Chi Ong không ngừng an ủi chính mình. Anh ta chỉ tới xem phòng. Thấy cậu không phản đối. Bạch Hồ liền xài bước vào phòng. Vậy làm phiền rồi. Nhưng giây tiếp theo, Cánh cửa phòng đột nhiên bị đóng lại. Thì ra vì quá căng thẳng nên Ji Ong vô tình đóng cửa lại. Cậu lúng túng lần nữa mở cửa. Tôi không cẩn thận trượt tay. Xin lỗi. Bạch Hổ dùng bàn tay to lớn của mình giữ chặt cánh cửa. Cổ nhân nói không sai, phía trên chữ nhẫn có một con dao. Bà xã vừa ăn sạch đã bỏ chạy. Tôi nhịn, bà xã lật mặt không nhận người. Tôi tiếp tục nhịn. Ji Ong hoảng hốt, "Chuyện, chuyện đó." Bạch Hổ trực tiếp lượt qua cậu, bước vào phòng hắn tỉ mỉ quan sát một vòng sau đó nhận xét xem ra phải dọn dẹp cẩn thận một chút di chi ong buông lỏng cảnh giác xem ra anh ta thực sự tới xem phòng khi nhận ra bản thân đang suy nghĩ lệch lạc gương mặt di chi ong đỏ bừng không phải tới xem phòng lẽ nào tới xem mình sao cậu nhìn về phía bạch hổ anh có thể ở trong phòng mà bà tôi ở trước kia bạch hổ liếc nhìn album đặt trên bàn ở đây chắc hẳn có rất nhiều kỷ niệm ấm áp đi hiện giờ tôi hiểu lý do vì sao em muốn bảo vệ nơi này rồi. Vì 5.000 tiền nhà mỗi tháng, chàng trai này quyết định sống chung với người đàn ông có mưu đồ bất chính với cậu. Di Chi Ong vốn tưởng rằng chỉ cần kiên định một lòng thì sẽ không bị dụ dỗ. Nào ngờ, chưa đầy 2 phút, cậu đã bị người đàn ông kia đè xuống rồi. Đặc biệt là vào ban đêm, người đàn ông kia còn ăn mặc phong phanh tới quyến rũ cậu. Nửa đêm, Di Chi Ong giật mình tỉnh giấc. Nhìn người đàn ông ăn mặc như cosplay trước mặt. Cậu ngơ người luôn đó là bạch hồ sao? Cậu không nhìn nhầm đó chứ? Nhưng người đàn ông kia chỉ lướt ngang qua cửa sổ phòng cậu. Di Chi -ong bối rối nhòi người kiểm tra tình trạng của bản thân. Lẽ nào cậu thực sự ích ích rồi sao? Cả đêm đó Di Chi -ong không tài nào ngủ nổi. Ngày hôm sau, cậu ủi oài tỉnh giấc. Di Chi -ong không chút để phòng bắt đầu cởi quần áo. Muốn đi tắm rửa trước để đầu óc tỉnh táo. Kết quả lại phát hiện tấm rèm cửa nhà tắm tự động được mở ra. Di Chi -ong ngơ ngác chỉ thấy bạch hổ vừa tắm xong chuẩn bị bước ra ngoài. Hắn nhăn mày. Đây là tôn trọng cuộc sống riêng tư mà cậu nói à. Di Chion cũng cảm thấy bối rối. Tiêu rồi. Nhưng cậu không hề hay biết. Bạch hổ đã ở bên trong tắm nước lạnh cả đêm. Rõ ràng bà xã đang ở trước mặt. Mà hắn vẫn phải nhẫn nhịn nỗi khổ tương tư. Bạch hổ tắm liên tục. Đến khi bên ngoài vang lên tiếng của Di Chi On. Ban đầu bạch hổ còn tưởng rằng bản thân nghe nhầm. Nhưng không ngờ chính là Di Chi On tự chui vào miệng cọp. Di Chi On nhìn xương quay xanh vững chãi, tám múi cơ bụng săn chắc. Cùng cây gậy phát sáng làm người khác đau lưng mỏi eo. Không nhịn được cảm thán. Cũng quá lớn rồi. Lúc này, trong đầu Di Chi On chạy qua cả ngàn từ ngữ. Nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Bạch hổ nhăn mày. Em thực sự không coi sự nhẫn nại của tôi ra gì. Gương mặt Di Chi On đỏ bừng. Xin, xin lỗi. Tôi không ngờ anh ở trong này. Bạch hổ lại ghé sát lại gần. Quy định mà em tự đặt ra, chưa tới một ngày em đã phá vỡ như vậy thích hợp sao di chi ong toát mồ hôi lạnh anh bảo anh không khóa cửa bạch hổ xài bước về phía cậu cánh cửa đã không khóa được em nói quy tắc quan trọng nhất là không được chạm vào cơ thể của em phải không lúc này di chi ong đã lùi lại tới góc tường rồi không không sai bạch hổ rất hài lòng với câu trả lời của cậu hắn cúi người để di chi ong xuống cơ thể hai người không ngừng cọ sát nhưng sau cùng hắn chỉ lấy khăn tắm thì ra nó nằm ở đây gương mặt di chi ong càng đỏ ấp úng nói nếu anh lấy được khăn rồi thì mau ra ngoài đi vị trí khó nói nào đó của hai người liên tục va chạm di chi không nhịn được phát ra loại âm thanh không dành cho trẻ nhỏ sắc mặt bạch hổ không chút thay đổi hắn nhìn di chi đang co lại trong góc tôi rất tuân thủ quy tắc đó bạch hổ nói được làm được hắn không làm gì trực tiếp rời đi di chi xấu hổ vô cùng cậu còn tưởng rằng người kia sẽ hôn cậu Bạch hổ quấn khăn lông lên đầu. Lần nữa bước vào phòng tắm. Di Chi Ong bối rối giải thích. Anh cũng biết mà, đàn ông vào buổi sáng đều sẽ. Cậu nói xong còn có chút mong chờ Bạch Hổ sẽ làm gì đó. Vậy nên chủ động nhắm mắt lại im lặng chờ đợi. Nhưng Bạch Hổ vẫn không làm gì như cũ. Tôi tuân thủ quy tắc. Ở nơi Di Chi Ong không nhìn thấy. Hai tay Bạch Hổ nắm chặt. Đáng ghét, cái quy tắc đáng ghét. Sau đó, Di Chi Ong mang theo sắc mặt quể oải đến trường còn bạch hổ thì có các người đẹp làm bạn trong lúc nghỉ trưa cậu như cái xác không hồn ăn cơm trong đầu vẫn vấn vương hình ảnh lúc sáng sau khi tắm xong di chi ong bước ra ngoài khi trông thấy sắc tiền trên bàn cậu còn tưởng bạch hổ cho cậu nào ngờ đối phương kêu cậu đi mua chút đồ dùng trong nhà vừa nghĩ tới chuyện này di chi ong liền biết bản thân dẫn sói vào nhà rồi người đó không phải tên ngốc bạn tốt thấy cậu thất thần liền tốt bụng thử đo nhiệt độ trên trán của cậu cậu hình như lại sốt rồi Lúc này, một người mà Di Chi Ong rất ghét bước tới trước mặt cậu. Giam bi núi Bạch Nha. Những cô gái bên cạnh đều đang khen ngợi về đẹp trai của Di Chi Ong. Nhưng điều này làm tên xấu tính kia càng tức. Các em cẩn thận đó, cậu ta có thể sống mà trở về. Ai biết được đã ăn thứ gì. Di Chi Ong chán ghét hất tay hắn ta ra. Tôi đi trước. Hành động này của cậu làm tên kia cảm thấy mất mặt. Vậy là hắn ta nổi điên vung nắm đấm về phía Di Chi Ong. Tên giam bi này mày điên à? Di Chion ngây người nhìn nắm đấm vung tới, cậu tưởng rằng bản thân sẽ bị đánh, nào ngờ một bóng đen đột nhiên xuất hiện, Di Chion cũng bình an vô sự, thì ra Bạch Hổ đúng lúc xuất hiện ngăn cản hành động của tên kia. Bạch Hổ liếc mắt nhìn về phía Di Chion, bình tĩnh nói: "Tôi quên ghi chú, tôi chỉ uống nước tinh khiết 100%." Chàng trai này cho rằng, người đàn ông cậu thích vì bảo vệ cậu nên mới ra tay với người khác. Kết quả lại nghe người đàn ông nói: sáng nay tôi quên ghi chú lại. Tôi chỉ uống nước tinh khiết 100%. Mặc dù Bạch Hổ nói như vậy, nhưng Di Chi On biết anh ta tới giúp cậu giải vây. Vậy là hai người cùng nhau tới siêu thị. Di Chi On khách sáo nói, vừa rồi cảm ơn anh đã giúp tôi. Bạch Hổ vươn tay vỗ lên vai cậu. Tên tiểu tử đó là ai? Di Chi On né bàn tay của hắn ta. Anh có sợ gặp rắc rối không? Nếu sớm biết như vậy thì ban đầu đừng lo chuyện bao đồng. Người đó là tiền bối cùng khoa với chúng ta tôi vốn dĩ muốn triệu một đấm của hắn ta sau đó tới phòng giáo vụ báo cáo bạch hổ lên tiếng cắt lời cậu không phải tôi hỏi tên tiểu tử ngồi đối diện em bạch hổ nhớ tới hành động quan tâm của người đàn ông đó dành cho di chi ong tôi không thích cậu ta em tránh xa cậu ta chút di chi ong xoay người đi hướng lưng về phía hắn tôi gặp ai anh có quyền quản à tôi cũng đâu có hỏi hành tung của anh đâu bạch hổ thở dài nếu như hôm nay một mực ở nhà thì anh chắc chắn không nhịn được ăn cậu sạch sẽ. Lúc này, trước mặt Bạch Hổ xuất hiện một cậu bé. Đang cười lớn. Ngươi nhìn bộ dạng này của ta xem, có phải rất vô hại không? Bạch Hổ cạn lời. Không phải ngươi bận lắm à, sao có thời gian rảnh tới nơi đẳng cấp thấp này? Cậu bé kia nhướng vai. Ai bảo ta ta ngoại lệ nhìn chúng ngươi chứ? Bạch Hổ rũ mắt. Đúng là thụ sủng nhược kinh. Ngoài miệng nói nhìn chúng ta, lại cố ý dùng loại thủ đoạn đó làm khó ta. Cậu bé cong mắt cười, muốn tên nhóc đó mở miệng nói đồng ý thì ngươi liền có được cậu ta rồi ta cũng không thể chỉ yêu mình ngươi lại nói là do ngươi xóa đi ký ức của cậu ta nên hiện giờ mới phải trải qua những chuyện này sao có thể trách ta lẽ nào ngươi hối hận vì không có tự tin thắng cá cược à bạch hổ nhăn chặt mày sao có thể lúc này di chi ong đột nhiên xuất hiện bạch hổ anh còn gì cần mua không cậu vừa ngẩng đầu liền phát hiện bạch hổ đang nói chuyện cùng một cậu bé Cậu bé kia thấy cậu liền không chút trần trừ chạy lại ôm lấy chân Di Chi Ong. Anh ơi, chú này đáng sợ quá. Cách xưng hô này của cậu bé lấy được sự đồng tình của ji Chi Ong. Cậu quay sang chất vấn Bạch Hổ. Anh làm gì với đứa trẻ này? Đứa bé ôm lấy Di Chi Ong bắt đầu khóc lớn. ji Chi Ong càng thêm mềm lòng. Anh đi mua những thứ cần mua đi. Tôi đưa nó đi tìm mẹ. Ở góc mà cậu không trông thấy. Cậu bé nở nụ cười tà ác. Ấm áp quá. Sau đó, một mình di chi ong mang một túi đồ lớn trở về nhà anh ta đi đâu rồi ngay cả đồ cũng không cầm người này cũng quá tùy tâm sử dụng rồi lúc này di chi ong đột nhiên lảo đảo cậu nhận ra bản thân lại sốt rồi người kia đi đâu rồi sao còn chưa trở về lẽ nào để mình xử lý hết những thứ này ư ừ, di chi ong vừa định đi tìm người liền phát hiện bạch hổ đang ở bên ngoài hút thuốc lá có hại cho sức khỏe điều này làm cậu càng phiền muộn người này thế mà hút thuốc cậu mang theo lửa giận bước về phía bạch hổ. Nếu như anh đem theo mùi thuốc lá vào trong nhà, thì rất khó khử mùi. Bạch hổ vừa quay lại liền nhận ra trạng thái của Di Chi Ong không ổn lắm. Mặt của em sao thế? Sốt à? Di Chi Ong hoang mang quay mặt đi. Tôi không sao. Cũng không cần anh quản. Nhưng tiếc là cậu vừa đi được hai bước đã bị bạch hổ cản lại. Mặt đỏ như vậy. Còn nói không sao. Cậu vừa định nói mặc kệ tôi. Thì đã bị bạch hổ chặn miệng. Di Chi Ong hoảng loạn đẩy bạch hổ ra, anh đang làm gì đó? Bạch Hồ liếm môi. Còn có thể làm gì? Tôi giúp em hạ sốt. Hô hấp của Di Chi Ong càng lúc càng gấp. Anh, cái đồ điên này. Bạch Hồ dường như không để ý tới câu mắng của cậu. Từ sau khi xuống núi em vẫn luôn như vậy à? Di Chi Ong gật đầu. Tôi không sao. Ngủ một giấc là được rồi. Bạch Hồ lại tiến sát về phía Di Chi Em trúng hàn độc. Ngủ một giấc cũng không khỏe lại được. Tôi biết cách giải độc cho em. Nói xong, hắn lần nữa chặn miệng Di Chi Ong lại. Hiện tại không phải lúc lo lắng nhiều thứ như vậy. Di Chi Ong nhắm chặt hai mắt. Mình không thể để anh ta tùy ý sắp đặt. Nhưng lời từ chối của cậu, lại không thể thốt ra. Khoan, khoan đã. Bạch Hổ trực tiếp đè cậu xuống. Em sốt cao quá. Giao cho tôi là được rồi. Mỗi ngày Di Chi Ong đều phát sốt 100 lần. Chỉ có Bạch Hổ biết cách giúp cậu hạ sốt. Cậu muốn từ chối, nhưng không nói nên lời hình như có thứ gì đó cưng cứng sau cùng di chi ong run rẩy tựa vào người bạch hổ vừa ngẩng đầu lại phát hiện hình như bạch hổ đã biến đổi hình dạng cậu hình như trở về một nơi vô cùng đặc biệt đây là đâu chuyện gì xảy ra vậy lúc này bạch hổ đang ở trên người cậu làm chút chuyện khó nói hôm nay tôi sẽ không dễ dàng tha cho em đâu di chi ong cảm nhận từng đợt sóng nhiệt lượng bành trướng trong cơ thể thậm chí còn theo từng mạch máu đến từng vị trí trên người Cảm giác giống như điện giật này làm Di Chi Ong run rẩy không thể đứng vững. Từ sau khi Bạch Hổ tiến vào cơ thể cậu cỗ lực lượng này, như ngựa mất cương chạy loạn. Cậu ngước nhìn Bạch Hổ trước mặt. Đây là ảo ảnh mà cậu nhìn thấy trên xe buýt. Sau cùng, cậu không chịu nổi cả người mềm nhũn tựa vào lòng Bạch Hổ, liên tục lặp đi lặp lại không muốn. Bạch Hổ ghé sát bên tai cậu nhẹ nhàng nói, "Chịu không nổi nữa rồi à? Vậy thì nói em cần tôi. Mau nói đi. Nói em khát vọng tôi." thấy cậu một mực không chịu đáp lời. Bạch hổ đẩy Di Chi Ong ra. Di Chi Ong không ngờ tới người kia làm thật. Mau lên, không được dừng lại. Bạch hổ ôm cậu lên. Chúng ta cần đổi chỗ. Tiếp đó, Di Chi Ong liền bị ném lên giường. Bạch hổ thừa thắng xông lên. Là em nói cần tôi đấy nhé. Không thể nói tôi không tuân thủ quy tắc. Mồ hôi trên người bạch hổ rơi như mưa. Em ăn đủ món khai vị rồi phải không? Hắn nắm chặt bàn tay đang dãy ruộng của Di Chi Ong. Không cần nhẫn nhịn thả lỏng chút để độc trong cơ thể em ào ạt chảy ra ngoài dưới sự an ủi không ngừng của hắn di chi ong cuối cùng để bản thân phóng túng sau cùng cậu kiệt sức nằm trên giường còn bạch hổ nở nụ cười nhìn cậu hiện giờ đến lượt tôi di chi ong ngoan ngoãn nghe lời di chi ong nhận ra chuyện gì sắp xảy ra cậu vội vàng ngăn hắn ta lại đợi đợi đã nhưng bạch hổ đã nhịn quá lâu rồi một lần không đủ di chi ong yếu ớt hứng chịu toàn bộ dục vọng của bạch hổ sau cùng cậu quay mặt đi bạch hổ đau bạch hổ thở dài một hơi vươn tay nắm cầm di chi ong thả lỏng di chi ong chỉ cảm thấy hình dáng của người trước mắt biến đổi không ngừng cậu vươn tay chạm vào bạch hổ trước mặt anh ấy thật đẹp cậu vừa chạm vào đối phương cậu liền hoang mang rụt tay về đây là sự thật mái tóc của anh ta là thật di chi ong thở dốc hỏi bạch hổ anh là ai bạch hổ liên tục ghé sát lại gần cậu tôi là bạch hổ không được phép quên tôi di chi ong hoảng hốt đẩy hắn ta ra vậy mái tóc của anh là sao rõ ràng trước đây có mái tóc dài mà bạch hổ nhăn mày em đang nói lung tung gì đó di chi ong nhớ tới khung cảnh bản thân nhìn thấy đêm qua lúc này bạch hổ lần nữa ghé sát lại gần hiện giờ em thấy được bộ dạng nào của tôi di chi ong cảm thấy có thể dò ý thức của cậu hỗn loạn bạch hổ cũng không lớn tiếng nữa hắn thở dài gọi tên cậu nhưng không ai đáp lời thì ra lúc này di chi ong đã rơi vào trạng thái bán hôn mê rồi trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm anh là ai bạch hổ ôm chặt lấy cậu biết rồi đừng nói nữa hắn biết rõ có ai đó đang tạo ra những trò đùa ác ý sau cùng bạch hổ ôm di chi ong về giường dịu dàng đặt tay lên chắn cậu nhưng hắn vừa chạm vào đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa bạch hổ không vui bước về phía cánh cửa ta liền biết là do ngươi làm vì sao trong cơ thể em ấy còn lưu lại hàn độc ở núi bạch nha rõ ràng ta đã ép hết hàn độc trong người em ấy ra rồi mà cậu bé nở nụ cười ta ác vậy sao bạch hổ không kiên nhẫn nhấc bổng nó lên em ấy trông thấy chân thân của ta rồi vì sao con mắt của nhân loại có thể trông thấy bộ dạng không nên nhìn thấy của ta cậu bé không chút hoang mang bộ dạng đẹp như vậy nên để cho mọi người bổ mắt bạch hổ càng dùng sức người bên cạnh thần lại có thể làm loạn như vậy sao thật may sau cùng hắn vẫn buông tay cậu bé nở nụ cười nhìn bạch hổ Ngươi cho rằng ta chỉ cá cược với ngươi thôi à? Nghĩ tới người đang ngủ say trên giường. Bạch Hồ kinh ngạc. Cậu bé vẫn đứng ở đó cười lớn. Muốn biết thì trực tiếp hỏi cậu ta đi, có điều cậu ta có nhớ hay không thì ta không rõ. Sau một trận chiến kịch liệt, lần đầu tiên Di Chi On được ngủ một giấc hơn sau ngày trở về từ núi Bạch Nha. Lâu rồi cậu cũng không cảm nhận được hơi ấm của con người. Ấm áp quá. Khi cậu xoay người ánh mắt liền va phải cơ ngực săn chắc của Bạch Hổ. Bạch Hổ nợ nụ cười nhìn về phía cậu tôi cũng giống như em vậy đó. Di Chi Ong bị dọa cho hết hồn. Vì sao anh lại nằm trên giường của tôi? Anh làm gì đó? Bạch Hổ tỏ ra đáng thương. Tôi sợ nóng, bình thường đều ngủ nu ge. Nếu em còn bày ra bộ dạng đó thì tôi sẽ hối hận đấy. Xem ra vừa rồi không nên dừng lại. Di Chi Ong vén chăn ra muốn xuống giường mới phát hiện hai chân của cậu run đến đáng ngờ. Bạch Hổ nhanh chóng kéo cậu về. Vừa rồi em liên tục nói. Nên tôi mới tới đây giúp em làm nóng cơ thể em toát nhiều mồ hôi quá chăn bị ướt rồi tôi đi làm bữa sáng em thu dọn chút rồi ra ngoài sau khi bạch hổ rời đi di chi ong vô lực đỡ chán đây là một giấc mơ phải không mình nằm mơ ác mộng gì vậy cậu nhìn những dấu vết mờ ám khắp phòng thật là đáng ghét lời này trùng hợp bị bạch hổ nghe thấy cái gì đáng ghét sắc mặt của em không tốt lại sốt à di chi ong sợ hắn sẽ lại hôn cậu vì vậy theo phản xạ tự nhiên che miệng bạch hổ bị hành động này của cậu chọc cười lẽ nào em đang mong chờ điều gì đó mau tới dùng bữa đi di chi ong ngơ ngác theo hắn ta tới bàn ăn liền phát hiện mỗi món ăn trên bàn đều phù hợp với khẩu vị của cậu bạch hổ quan tâm rót một ly nước cho cậu những món này đều làm theo khẩu vị của em em mau ăn đi di chi ong nhìn về phía bạch hổ cậu luôn có cảm giác bị người này xâm phạm người đàn ông này quá nguy hiểm cậu vẫn nên chuồn là thượng sách sau cùng, Di Chi Ong vẫn nói ra đề nghị không sống chung nữa. Cậu lấy ra 2.000 còn lại đặt lên bàn. Bạch Hổ nhìn động tác của cậu không nói lời nào. Di Chi Ong còn tưởng rằng hắn ta ghét bỏ vì cậu đưa quá ít tiền. Bạch Hổ hết cách thở dài. Được rồi, đợi em kiếm đủ tiền lại trả cho tôi. Đợi nhận đủ tiền tôi liền đi. Sau khi hắn ta rời đi, Di Chi Ong kiệt sức ngồi xuống sàn. Mẹ ơi, cậu bị dọa tới nhũn cả chân. Nhìn một bàn đầy đồ ăn, Ji Chiong quyết định không lãng phí lương thực ăn sạch sẽ. Sau khi ra ngoài, Ji Chiong vừa đi vừa cảm thán. Vì sao món ăn bạch hổ làm lại hợp với khẩu vị của cậu như vậy? Lúc này, bạn tốt ở phía xa lên tiếng gọi cậu. Ji Chiong tơ ở đây. Ji Chiong vừa ngẩng đầu lên nhìn. Liền thấy bạch hổ đang ngồi bên cạnh bạn tốt của cậu. Ji Chiong xài bước tiến về phía hai người. Sau đó kéo bạn tốt tới một góc giò hỏi. Cậu không sao chứ? Anh ta không làm gì với cậu đấy chứ? Lời thì thầm của cậu bị Bạch Hổ nghe thấy cả. Hắn nhăn chặt mày, sau cùng không nói lời nào đứng dậy rời đi. Di Chi Ong vội vàng gọi hắn ta lại, nhưng Bạch Hổ không thèm để ý tới cậu, trực tiếp lướt qua. Di Chi Ong cảm thấy trái tim nghẹn nghẹn, anh ấy coi như không nhìn thấy mình. Sau khi về lớp, bạn tốt hỏi Di Chi Ong, cậu cãi nhau với Bạch Hổ à? Di Chi Ong nâng sách lên, tôi và anh ta làm gì có chuyện gì để mà cãi vã? Bạn tốt thở dài, vừa rồi là tớ chào hỏi bạch hổ trước còn cảm ơn anh ta vì đã giúp cậu giải vây ở nhà ăn lời của bạn tốt làm di chi ong toát mồ hôi lạnh cậu thay tớ nói lời cảm ơn anh ta làm gì bạn tốt cười đáp bạch hổ cũng nói như vậy đó anh ta dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn tớ nói không đến lượt cậu cảm ơn nghe được lời này di chi ong không nhịn được bật cười đúng là phong cách của anh ấy bạn tốt lại nhìn về phía di chi ong hình như anh ta là người không tồi chỉ hơi nghiêm túc mà thôi tớ khá có cảm tình với anh ta đó. Di Chi On cảm thấy bạn tốt quá ngây thơ rồi. Dù sao Bạch Hổ cũng chẳng có chút hào cảm nào với cậu ta. Di Chi nhìn một vòng phòng học thắc mắc. Bạch Hổ đi đâu rồi, sắp vào lớp tới nơi. Người đàn ông này đem một ly cà phê tới để xin lỗi. Nào ngờ suýt nữa thì ngã lên người hắn ta cần xin lỗi. Thật may có một bàn tay kịp thời xuất hiện cản lại. Người kia chính là ông xã của người được xin lỗi. Mau đứng dậy, tên áo đen vội vàng đứng phát dậy hướng về phía bạch hổ cảm ơn. Thật là ngại quá. Tôi tên là Park Han So. Trước đây giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Tôi là người không để bụng. Sau này ở trường học có anh đây chăm sóc. Cậu cứ yên tâm. Bạch hổ chỉ lạnh nhạt liếc nhìn hắn ta một cái. Sau đó không thèm để ý đến ji Chi Ong. Trực tiếp dẫn Park Han So rời đi. Bạn tốt nhìn về phía ji Chi Ong. Bạch hổ đúng là người tốt. ji Chi Ong bĩu môi, Đúng rồi, hiện giờ có tiền bối Han So chăm sóc anh ta, tớ không cần nhọc lòng vì người này nữa. Ji Chi nhìn Bạch Hổ ngồi cạnh Park Han So, cảm thấy có hơi giận. Hơn nữa Bạch Hổ còn coi cậu như không khí, có lẽ vì suy nghĩ quá nhập tâm. Ngay cả khi bị giáo viên gọi tên cũng không chú ý tới. Thật may bạn tốt kịp thời nhắc nhở, cậu đang làm gì thế? Giáo sư gọi tên kia, thì ra giáo sư phân cậu và Bạch Hổ vào cùng một nhóm. Ji Chi Ong có chút bất mãn với cách phân nhóm này nhưng khi nghĩ tới chuyện cậu đang phải giúp đỡ Bạch Hổ, nên chỉ đành đồng ý, khi ánh mắt hai người chạm nhau. Tim Di Chi Ong đập liên hồi. Lẽ nào cậu lại nóng lên rồi? Không, cảm giác này không giống. Giống như bị ngọn lửa trêu đùa vậy. Có chút châm chích. Cậu nhìn về phía bộ phận đang nóng lên của mình. Không được không được, không thể tiếp tục nghĩ nữa. Sau khi tan học bạn cùng bàn của cậu phải đi làm thêm. Trước khi rời đi còn nhắc nhở Di Chi Ong. Cậu thử nói chuyện nghiêm túc với Bạch Hổ xem, bạn tốt của cậu vừa rời đi hai cô gái liền tới tìm cậu cậu có định đề nghị đổi tổ với giáo sư không cậu đổi với chúng tớ đi trong lớp có rất nhiều bạn nữ một tổ toàn là nam sinh như các cậu không hợp lý không phải sao di chi ong nhìn về phía bạch hồ đang ngồi vậy đợi tôi đi hỏi anh ta một chút kết quả cậu lại nghe hai bạn nữ nói bạch hồ đã đồng ý rồi di chi ong buồn bực bước ra khỏi phòng học nhìn quanh bốn phía nhưng không trông thấy bóng dáng của bạch hồ người kia đi đâu rồi? Giây tiếp theo, Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Em tìm tôi. Di Chi Ong nhìn về phía Bạch Hổ nói. Có người muốn đổi nhóm với chúng ta. Cậu còn tưởng rằng Bạch Hổ sẽ không đồng ý. Nào ngờ lại nghe hắn nói. Bản thân ở cùng nhóm với ai cũng được. Di Chi Ong còn muốn dãy dụ một chút. Tôi cũng không vấn đề. Ở cùng nhóm với anh cũng được. Bạch Hổ mặt không đổi sắc nhìn cậu. Sau đó xoay người rời đi. Tùy tiện đi. Di Chi Ong càng nghĩ càng giận, sao hắn ta lại như vậy? Nhưng ở nơi mà cậu không nhìn thấy, Bạch Hổ đang nhách môi cười đắc ý, bà xã thật đáng yêu. Sau đó, bất kể là ở nhà hay ở trường, Di Chi Ong đều không gặp được Bạch Hổ. Một tuần trôi qua, Di Chi Ong tham gia một buổi gặp gỡ mà bạn tốt nhiệt tình rủ dê. Vừa đến quán, bạn tốt đã vẫy gọi. Di Chi Ong bước tới ngồi đối diện anh ta hỏi. Có chuyện gì quan trọng mà phải tới đây mới nói được à? Bạn tốt chỉ về phía Bạch Hổ đang bị một nhóm nữ sinh vây quanh anh ta không lên lớp, nhưng lại tới nơi này. Tớ đã quan sát rất lâu rồi. Khi Di Chiong vừa bước vào cửa, Bạch Hổ đã trông thấy cậu rồi. Nhưng hắn vẫn bày ra bộ dạng như không nhìn thấy. Quay mặt đi. Di Chiong cảm thấy vô cùng giận. Bạn tốt của cậu vẫn ở đó nói liên hồi. Anh ta là học sinh chuyển trường, đến nơi này tìm niềm vui cũng là chuyện thường tình. Di Chiong buồn bực uống rượu. Thấy hành động này của cậu. Bạn tốt bị dọa cho hết hồn. Không phải cậu không biết uống rượu à? trong nhóm người tham gia buổi gặp mặt. Park Han So đang nói xấu Ji ong Bạch Hổ nhìn chằm chằm hắn. Cậu và Ji ong có thâm thù đại hận gì? Park Han So nắm chặt ly rượu. Tôi thực sự có mối thù với cậu ta. Năm trước chúng tôi được xếp vào cùng một nhóm. Tôi không không tham gia họp nhóm vài lần. Cậu ta liền xóa tên tôi khỏi nhóm. Tôi chủ động đề nghị dùng tiền để bồi thường. Nhưng cậu ta ngoài làm thêm thì chẳng biết gì hết. Đúng là hổ không gầm cậu ta coi tôi là Hello Kitty nhìn bầu không khí náo nhiệt phía bên này. Di Chi càng thêm giận. Bọn họ chính là một nhóm hồ bằng cẩu hữu. Bạn tốt nắm chặt tay Di Chi Nếu cậu không muốn hòa giải, thì kêu anh ta dọn ra ngoài ở đi. Kết quả Di Chi điên cuồng lắc đầu. Anh ấy không được phép dọn ra ngoài. Nếu như anh ấy dọn đi, thì tớ không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì. Di Chi càng nghĩ càng tức liền quyết định trở về nhà. Kết quả vừa liếc nhìn sang bàn bên cạnh đã thấy bạch hổ biến mất rồi. Vào lúc Di Chi Ong còn đang ngơ ngác, thì Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Em đang tìm tôi à? Sau một tuần xa cách, Bạch Hổ trông thấy Di Chi Ong uống say, vốn dĩ hắn muốn dạy dỗ cậu một trận nhưng lại cảm thấy đau lòng. Tử lượng của em không tốt, uống rượu cái gì chứ? Di Chi nghe vậy cũng nổi giận. Tôi có uống rượu hay không không đến lượt anh quản. Bạch Hổ nở nụ cười tà ác tiến gần về phía cậu. Tôi biết tất cả mọi thứ về em, thậm chí bao gồm cả việc em vẫn luôn chăm chú nhìn tôi di chi ong mệt mỏi đỡ chán anh đột nhiên xông vào cuộc sống của tôi làm mọi thứ loạn hết cả lên cảm giác này làm tôi cảm thấy thật đau khổ tôi đã không còn cách nào ngó lơ anh rồi lời này của cậu làm trái tim bạch hổ run lên nhưng khi hắn nhớ về mọi chuyện xảy ra trước kia một tháng trước em rời khỏi xiềng xích mà tôi khắc cốt ghi tâm mỗi lần hô hấp đều đau đến xé gan xé ruột cảm giác đau đớn ấy làm tôi không thể chịu đựng những ngày tháng sau đó tôi giống như sống trong địa ngục tôi muốn bắt lấy em đem toàn bộ đau đớn này trả cho em cuộc sống ở núi bạch nha của tôi mặc dù rất nhàm chán nhưng cũng rất an yên đến khi em đột nhiên xuất hiện làm quỹ đạo cuộc sống của tôi thay đổi khi ấy bạch hổ vừa liếc mắt đã trông thấy di chi ong đang ngã trên mặt tuyết vì tò mò hắn không suy nghĩ nhiều bước về phía cậu di chi ong cũng trông thấy hắn nhưng thông qua những câu chuyện mà bà kể cậu biết hắn không phải con người Bạch Hổ thực sự không phải là người. Hắn là sơn quân toàn năng của núi Bạch Nha. Thấy Di Chi Ong hít thở khó khăn. Bạch Hổ biết cũng không cần thiết phong ấn ký ức của cậu nữa rồi. Khi hắn muốn rời đi, mặc kệ sống chết của con người này. Thì lại bị một bàn tay giữ lấy. Đừng đi, tôi lạc đường rồi. Điện thoại cũng không có sóng. Xin anh hãy giúp tôi. Bạch Hổ ngồi xuống nhìn cậu. Sẽ không sao đó chứ. Nếu tôi là loại quái vật bắt linh hồn thì phải làm sao? Trái tim Di Chi Ong hẫng một nhịp lẽ nào loại quái vật mà bà nói thực sự tồn tại sao nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại dù sao bản thân cũng sắp chết rồi trên trong tay anh ta cũng không tệ dù sao tên quái vật này cũng diễm lệ như vậy mà một bàn tay nắm lấy tóc của cậu thì ra bạch hổ nghe được tiếng lòng của cậu hắn giận dữ nói vậy nên ta mới ghét loài người người là tên nhóc không biết trời cao đất dày thấy bạch hổ rời đi di chi ong vội vàng gọi anh lại anh thực sự đi như vậy sao vứt bỏ tôi ở nơi này, thì tôi sẽ chết thật đó. Sau này có trở thành quỷ tôi cũng không buông tha cho anh đâu. Lời này chủ cậu cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Bạch Hổ. Xem ra chuyện cậu tìm thấy lãnh địa của thần thú không phải là chuyện ngẫu nhiên. Di Chi On lại nhớ tới những lời bà nói. Nếu như con thực sự trông thấy con quái vật đó, thì nhất định phải chạy về hướng có hoa đỏ. Bạch Hổ dừng lại hỏi cậu. Là ai kêu ngươi tới nơi này? Di Chi On loạn choạng đi về phía Bạch Hổ, lúc này ý thức của cậu sớm đã tán loại anh là ai là cáo chín đuôi hay là tiểu quỷ hỗn sược, nghe được câu hỏi bạch hổ nổi giận mắng hỗn sược, dám đem quỷ quái ly so sánh với sơn quân di chi on ngẩng đầu nhìn hắn sơn quân anh quả nhiên là nhưng cậu còn chưa nói hết câu đã nghe bạch hổ tự báo tên chủ nhân núi bạch nha bạch hổ nghe vậy di chi on cười lạnh nếu đã như vậy xin hãy bảo vệ tôi bạch hổ không ngờ di chi on còn cười được nhưng giây tiếp theo di chi ong liền ngã nhào xuống đất cuối cùng di chi ong vẫn được bạch hổ đưa về nhà đúng là nhặt về thứ phiền phức một nhân loại bé nhỏ mà dám phiền tới ta cứu để cứu cậu bạch hổ chỉ còn cách cởi đồ của di chi ong ra nhưng di chi ong lại dãy dụa khoan đã anh muốn làm cái gì bạch hổ xoay người cậu lại để hai người đối diện nhau không phải cậu muốn tôi cứu cậu à di chi ong bày tỏ sự bất mãn của mình vậy cũng đâu cần cởi quần lúc này trên đùi cậu xuất hiện một vết thương di chi ong đau đớn kêu lên mẹ ơi bạch hổ rũ mắt người chúng hàn độc bàn tay bạch hổ nhẹ nhàng vuốt ve vị trí vết thương của di chi ong mỗi động tác của hắn làm cả người di chi ong run rẩy càng đáng sợ hơn là cậu phát hiện bản thân có phản ứng không nên có với vị sơn quân này di chi ong lúng túng muốn giải thích với bạch hổ chuyện chuyện này là phản ứng bình thường bạch hổ cũng không nhận ra bản thân đang bật cười vừa bắt đầu ta đã cảm thấy ngươi rất thú vị. Không ngờ ngươi còn thú vị hơn cả tưởng tượng của ta. Di Chi Ong nhìn nụ cười của hắn. Cậu nhận ra hắn ta vô cùng nguy hiểm. Cậu vươn tay chặn lại bàn tay đang vươn tới của Bạch Hổ. Đừng, đừng như vậy. Nhưng Bạch Hổ rứt khoát gạt tay cậu ra. Di Chi Ong cảm thấy cả người mềm nhũn. Cậu sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, thì bản thân sẽ ra mất. Lúc này, Bạch Hổ đột nhiên thả cậu ra. Phun ra một bụng máu tươi hàn độc đã lan ra khắp cơ thể của ngươi rồi ta phải xử lý hết hàn độc trong cơ thể ngươi bạch hổ liếm môi hiện giờ cách này là nhanh nhất di chi ong nghe vậy ngơ ngác không hiểu anh lại muốn làm cái gì nhưng khi cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã lần nữa cảm nhận được sự đụng chạm của bạch hổ mặc dù trong lòng tự nhủ không muốn nhưng cơ thể của di chi ong lại rất thành thật bạch hổ nghe được tiếng lòng của cậu cong môi cười không cần nữa sao cả người di chi ong run lên những lời cậu nói ra sau đó làm Bạch Hổ sững sờ. Đừng dừng lại. Cậu đang vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Cuối cùng, Bạch Hổ em toàn bộ hàn độc hút ra ngoài. Hắn vươn tay lau dung dịch trên môi. Mạng của ngươi giữ lại được rồi. Khi Bạch Hổ chuẩn bị đứng lên rời đi, Di Chi Ong lại lần nữa kéo hắn lại. Sắc mặt Bạch Hổ thay đổi. Xem ra ngươi còn chưa hưởng thụ đủ. Dục vọng của nhân loại đúng là không có điểm dừng. Đến khi Di Chi Ong lần nữa tỉnh lại, liền phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ cậu kiểm tra bản thân một vòng cũng nhớ tới mọi chuyện đã xảy ra mình điên rồi núi bạch nha thực sự có hổ nhưng bộ dạng của sơn quân không giống trong tưởng tượng của cậu di chi ong tự nhắc nhở bản thân đừng nghĩ nữa đó là một nhân vật nguy hiểm cậu phải rời khỏi nơi này trước khi hắn ta trở về vì không tìm thấy quần áo của mình nên di chi ong chỉ có thể mặc đồ của bạch hổ cậu tìm kiếm cả nửa ngày nhưng vẫn không tìm được lối ra di chi ong tùy tiện mở cửa bước vào một căn phòng kết quả phát hiện bên ngoài cảnh vật như mùa xuân mà bạch hổ đang đứng dưới một gốc cây khô héo xem ra hắn ta thực sự là sơn quân hắn ta thật đẹp lúc này bụng của cậu đột nhiên kêu lên ủng ục di chi ong lúng túng sao bụng lại kêu đúng vào lúc này chứ di chi ong cho rằng bản thân núp rất kỹ mà không hề hay biết bạch hổ đã sớm phát hiện ra cậu rồi di chi ong lén lút chuồn vào một căn phòng khác chuẩn bị trốn đi kết quả nhận ra nơi này và nơi cậu thức giấc giống hệt nhau. Di Chi Ong vội vàng đổi sang một căn phòng khác. Kết quả nhận ra nơi này vẫn giống hệt như cũ. Lúc này, Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện, dọa cho Di Chi Ong ngã phịch xuống sàn. Không phải chỉ là hổ của núi Bạch Nha hay sao, dù có bị bắt vào chuồng hổ, chỉ cần đề cao cảnh giác là có thể sống tiếp. Bạch Hổ tiến gần về phía cậu. Ta cũng không bắt ngươi, là ngươi tự tìm tới cửa. Di Chi Ong vội vàng che miệng. Cậu lỡ nói ra những lời trong lòng rồi không đúng cậu không nói ra lẽ nào hắn ta nghe được tiếng lòng của cậu nhưng lần nữa di tri ong lại bị sự mê trai đánh bại dù sao có thể chết trong tay quái vật diễm lệ này cũng xem như thỏa mãn bạch hổ hư lạnh một tiếng dù có chết trong tay ta cũng không sao có đúng không trong một lần ngoài ý muốn bạch hổ nhặt được bà xã của mình từ đó về sau hai người trải qua cuộc sống đêm đêm sinh ca nhưng khi mới bắt đầu bà xã của hắn cho rằng hắn là một tên quái vật xinh đẹp nên luôn tìm cách bỏ trốn khó khăn lắm mới nhặt được vợ sao hắn có thể dễ dàng buông tay bạch hổ tận tâm nấu cháo cho bà xã nhưng bà xã của hắn lại cho rằng đây là bữa ăn cuối cùng của cuộc đời di chi ong buồn bực mặc cả bữa ăn cuối cùng lại chỉ cho tôi ăn một bát cháo nói như thế nào cũng không thể được đi bạch hổ biết rõ bà xã của hắn không muốn có nhiều dính dáng tới hắn vậy nên bạch hổ định để di chi ong rời đi tuyết ngừng rơi rồi ăn xong liền xuống núi đi di chi ong không hiểu nhìn về phía bạch hổ anh không ăn tôi à bạch hổ nhàn nhạt, nhạt nhìn cậu cậu không còn nhiều thời gian nữa cứ sống tùy ý đi nghe được lời này di chi ong cảm thấy vô cùng hối hận vì trước đây bản thân không sống cho tốt khi cậu trông thấy dáng vẻ đẹp trai của bạch hổ trái tim luôn run rẩy cậu cố gắng gạt bỏ suy nghĩ không nên có trong đầu ra lúc này đột nhiên lại nhớ tới chuyện hắn ta có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu tiêu rồi anh ta chắc chắn đã nghe được toàn bộ bạch hổ thực sự nghe thấy hết thậm chí hắn còn không nhịn được bật cười di chi ong lúng túng giải thích anh đừng hiểu lầm tôi chỉ đột nhiên nhớ tới những hình ảnh khi đó lời của cậu lần nữa khiến cho bạch hổ bật cười nhận ra bản thân đang cười bạch hổ cũng vô cùng kinh ngạc hắn cố gắng ép bản thân trở về bộ dạng lạnh lùng đứng dậy nói với di chi ong cậu chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này thì có thể tìm được cánh cửa rời khỏi nơi này Ji Chiong cố gắng ép xuống trái tim hỗn loạn của mình. Khi cậu ngẩng đầu, đã không thấy bóng dáng Bạch Hổ nữa rồi. Sau khi mặc lại đồ của mình, Ji Chiong quyết định bước ra ngoài xem thử. Kết quả cậu phát hiện cánh cửa mà bản thân tìm kiếm nãy giờ đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Sau khi rời khỏi đây, cậu sẽ không còn gặp lại Sơn Quân nữa. Bạch Hổ nói ký ức của cậu cũng sẽ bị xóa sạch. Cậu còn chưa kịp cảm ơn hắn ta. Nhìn lá cây rơi xuống, Ji Chiong quyết định chờ gió ngừng thổi rồi lại rời đi. Khi Bạch Hổ trở về phòng, liền trông thấy Di Chi Ong còn chưa rời đi. Hắn nhăn mày gọi cậu. Thức giận. Di Chi Ong giật mình ngồi bật dậy. Bạch Hổ, anh trở về rồi. Bạch Hổ rũ mắt nhìn cậu. Không phải ta đã nói để ngươi rời đi rồi à? Di Chi Ong có phần xấu hổ. Nhưng sau cùng cậu cũng nói ra lý do ngay cả bản thân cũng không tin. Bên ngoài gió lớn quá. Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng. Gió đã ngừng rồi. Nhưng Di Chi Ong vẫn không muốn rời đi tôi có thể ở đây một thời gian không? Bạch hổ đột nhiên ghé sát lại gần cậu. Đừng tưởng rằng ta đối xử với ngươi tốt một chút, ngươi liền quên mất ta là ai. Bàn tay Di Chi Ong vươn tới chạm vào gương mặt Bạch Hổ. Tôi biết anh là Bạch Hổ. Sơn quân của núi Bạch Nha. Bạch Hổ dùng sức nắm lấy cổ tay của cậu. Nhân loại hỗn láo. Nhưng Di Chi Ong không hề hoảng sợ, mà lần nữa vân tay vuốt ve gương mặt của hắn. Không phải anh nói để tôi tùy ý à? Anh biết không? Đây chính là ý muốn của tôi trái tim bạch hổ hỗn loạn hắn tiến tới ôm di chi ong vào lòng ta đã cho em cơ hội rồi là em không đi sau đó hắn dùng hành động của bản thân để chứng minh rằng di chi ong không đi là một quyết định đúng đắn di chi ong ngây ngốc ngồi trên chiếc giường lớn cậu cứ như vậy hưởng thụ quá trình phục vụ của bạch hổ bạch hổ thực sự rất mạnh rất nhanh đã khiến cho cậu thở không nổi thấy hô hấp của cậu khó khăn bạch hổ quyết định buông đôi môi kia ra lúc này trong lòng di chi ong đang thầm nghĩ không không được dừng lại cậu quên mất bạch hổ có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu hắn nở nụ cười nói ta sẽ không dừng lại di Ong có chút giận nghiến răng nghiến lợi anh đừng đọc suy nghĩ của em nữa bạch hổ dứt khoát cởi áo của di Ong. chỉ cần khiến em không thể suy nghĩ là được rồi không biết qua bao lâu bạch hổ vươn tay lau miệng vô cùng vừa lòng với di Ong. phản ứng của em đúng là làm người ta say đắm lúc này cả người di Ong còn đang run rẩy nhưng cậu không từ chối Bạch Hổ. Bạch Hổ nhếch môi cười, chỉ biết thoải mái một mình là không được đâu. Di Chi Ong triệt để hoang mang, đợi đã, em còn chưa chuẩn bị xong. Bạch Hổ quyết định dùng tay giúp cậu, lần này đã khởi động xong rồi đi. Di Chi Ong cảm thấy thứ kia cậu chịu không nổi, nhân Bạch Hổ chắc chắn không buông tha cho cậu. Di Chi Ong muốn đẩy hắn ta ra, em đau quá. Bạch Hổ nghe xong không những không rời đi, mà còn tiếp tục tiến công. Suy nghĩ của em không muốn tôi rời đi. Không phải ư, nước mắt của Ji Cheong cũng bị ép chảy ra ngoài. Mặc dù rất đau, nhưng mà em cũng rất thích như vậy. Cậu xấu hổ dùng tay che mặt. Kết quả lại bị bạch hổ gạt ra. Tôi thích vừa nhìn thấy gương mặt của em vừa làm. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like, share và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.